Xin chào mọi người, rất vui vì được gặp các bạn trong video lần này của mình. Và trong ngày hôm nay mình nhận được một món đồ từ Tiki, mình đặt mua trên Tiki á. Và mình rất là nôn nóng muốn mở cái món đồ này là cái gì, vì mình đặt mua rất là nhiều món đồ trên Tiki luôn. Rồi, và để các bạn không chờ lâu nữa, mình sẽ đập hộp cái món đồ này là cái gì. Ok, và đây là những gì bên trong có trong cái chiếc hộp này. Đây là hai món. Thứ nhất đó chính là một cái bộ dây đàn. Dây đàn ở... Và đây là cái dây tơ. Toàn tiếng Trung Quốc không? À đúng rồi, cái này đó chính là cái bộ sạc pin. Bộ sạc pin giống như cái pin pin đồng hồ, rồi nói chung là pin tròn mà dài á, có pin tiều rồi này kia đó, mà pin đó đó, pin tiêu á. Rồi, và đây là dây đàn thì mình sẽ không có mở nữa nhé. Mình sẽ mở cái món này. Là cái chích. Đây, và nó chính là cái màu trắng. Nhìn cũng đẹp ha. Sẽ lấy ra luôn. Nói chung ở đây là tiếng Trung Quốc là nhiều, có một số chữ của tiếng Anh ở đây. Mà ở đây thì có 1 2 3 4 4 chỗ để pin để chúng ta sạc á. Đây thì chúng ta có thể sạc được cái pin tiêu rồi pin, nói chung là đừng để sạc pin. Đây là dây nguồn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của mình và sẽ kết thúc video tại đây. Mình rất mong được sự ủng hộ của các bạn để cho kênh của mình nhanh chóng phát triển nhé. Các bạn giúp mình bằng cách là like video nếu các bạn thích, và nếu các bạn không thích các bạn cứ nhấn vào nút không thích cho mình nhé. Rồi các bạn nhấn vào nút đăng ký nữa, rồi nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà mình làm. Rồi nếu ngoài ra các bạn có thể là chia sẻ cái video này cho các bạn của các bạn xem. Bây giờ thì bye bye.